Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của FPT Shop. Và đã kể từ 10 ngày khi mà sự kiện mở bán iPhone 15 series chính thức tại Việt Nam thì mình đang cảm thấy là có rất nhiều ánh mắt đang đổ về chiếc iPhone 15 Pro Max. Và đối với riêng cá nhân mình thì mình lại cảm thấy năm nay iPhone 15 Pro lại gây ấn tượng khá là tốt, từ thiết kế đến hiệu năng, camera rồi cả về giá nữa. Và nếu như mà bạn đang cân nhắc về một chiếc iPhone 15 Pro thì đừng quên bỏ qua những lý do mà các bạn có thể mua iPhone 15 Pro nhé. Ok, intro. Lý do đầu tiên mà mình thấy iPhone 15 Pro năm nay thực sự đáng mua đó chính là về giá. Chênh lệch giá nhiều nhưng mọi thứ vẫn đầy đủ. Giá mình tham khảo tại FPT Shop thì iPhone 15 Pro có giá khoảng 28 triệu, trong khi iPhone 15 Pro Max sẽ khoảng 35 triệu. Vậy là đâu đó chênh lệch sẽ khoảng tầm 7 triệu. Mình nhớ ở các thế hệ cũ tầm 12, 13, 14 thì giữa khoảng cách giữa Pro và Pro Max đâu đó chênh lệch sẽ khoảng tầm từ 3 đến 4 triệu. Thôi thì cố vài triệu thì sẽ lên được Pro Max. Tuy nhiên là với sự chênh lệch của năm nay là tới tận 7 triệu thì nó cũng là một cái lý do để mình khá là phải cân nhắc đắn đo đấy. Mà nhất là ở trong thời điểm hiện tại thì iPhone 15 Pro Max khá là khó mua và các bạn sẽ phải đặt hàng trước và đợi thì mới có. Thế nên là nếu mà bạn muốn tiết kiệm chi phí hơn nhiều và sử dụng máy luôn thì iPhone 15 Pro là một sự cân nhắc khá là tuyệt vời. Sở dĩ mình nói đó là sự cân nhắc tuyệt vời bởi vì theo cảm quan cá nhân mình thấy thì iPhone 15 Pro năm nay cũng không khác gì iPhone 15 Pro Max phiên bản nhỏ hơn. Những gì mà iPhone 15 Pro Max có thể làm được thì iPhone 15 Pro cũng thế. Điểm qua đầu tiên về thiết kế, ở đây Titan thì bên này cũng Titan, bền chắc và mỏng nhẹ hơn thế hệ cũ rất nhiều. Màn hình ngoài thì tấm nền Super Retina XDR tầm số quét 120Hz, rồi là Dynamic Island, độ sáng cũng 2000 nit, giống nhau luôn. Phần viền thì cũng được tối ưu cho mỏng lại và mỏng nhất từ trước đến giờ. Rồi là màu sắc đi, cũng không khác gì với 4 phiên bản màu là Titan xanh, Titan đen, Titan trắng, Titan tự nhiên. Và năm nay thì sẽ có màu Titan tự nhiên và màu xanh khá là hot. Và nghiêng chiếc máy này về phía bên trái thì chúng ta trên cái phím âm lượng có một cái nút gọi là Action Button. Và nút này sẽ thay thế cho cần gạt của những thế hệ trước và điều chỉnh những tính năng ví dụ như là camera, đèn pin hay dịch thuật v.v. Và hỏi là iPhone 15 thường và iPhone 15 Plus có điều này không á? Làm gì được như thế này? Đi sâu vào thì có camera đều giống nhau, ở camera chính là 48MP, góc rộng và tele đều là 12MP, khả năng quay chụp theo nhu cầu của mình như là quay vlog này, tiktok này, chụp ảnh sống ảo và bất chấp cả nhiều điều kiện ánh sáng thì vẫn cho ra chất lượng cả hai máy đều như nhau. Thêm một gạch đầu dòng của những thứ duy nhất là đều sử dụng chip chung A17 Pro, đây là một con chip mạnh mẽ và hiện đại nhất. Dù cho mọi tác vụ có phức tạp đến đâu thì iPhone 15 Pro cũng xử lý mượt mà phát một. Mới đây thì Apple cũng đã tung ra bản cập nhật iOS 17.0.3 dành riêng cho iPhone 15 Pro và Pro Max. Bản cập nhật này đã fix được vấn đề quá nhiệt của cả hai con. Và ngoài khắc phục những lỗi này thì có gì thú vị khác có lẽ mình sẽ cùng tìm hiểu chi tiết ở những clip sắp tới. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn thích kích thước màn hình nhỏ thì màn hình lớn cũng vô nghĩa. Và máy to hơn thì chắc chắn là pin trâu hơn. Và camera tiêu cự dài hơn thì sẽ tùy thuộc vào nhu cầu quay dựng của bạn chuyên nghiệp tới đâu. Và mình nghĩ là khi mua một chiếc iPhone 15 Pro sẽ tiết kiệm rất rất là nhiều nếu như mà bạn muốn sử dụng một chiếc iPhone 15 Pro Max phiên bản nhỏ hơn. Còn nếu như mà muốn đối chiếu với chiếc iPhone 14 Pro Max thì năm nay mình thấy khá là nhiều reviewer so sánh chiếc máy này. Và bản thân mình cũng đã sử dụng cả hai máy luôn thì mình cảm thấy là nếu như mà các bạn đang ở đấy thấp hơn thì có thể cân nhắc lên iPhone 15 Pro nha. Mình có tham khảo giá iPhone 14 Pro Max trên FPT hiện tại đang xấp xỉ khoảng 26 triệu. Khoảng cách về giá với iPhone 15 Pro cũng chỉ có 2 triệu thôi. Và chỉ với 2 triệu thì chúng ta sẽ được những gì? Quá nhiều ấy chứ. Chúng ta có một cái kích thước nhẹ hơn này, cầm thoải mái hơn nhiều. Mình cầm con iPhone 14 Pro Max nó khá là vướng, góc viền thì bị vuông. Nhưng mà iPhone 15 Pro thì khung viền là góc viền được vát tròn và không gây cảm giác bị cứa ở trên tay. Rồi là trọng lượng thì khỏi phải nói, iPhone 15 Pro Max đã nhẹ hơn iPhone 14 Pro Max rất nhiều rồi, thì iPhone 15 Pro còn nhẹ hơn nữa. Rồi tiếp đến chúng ta có được một cái cổng sạc là sạc Type-C, phím là phím Action Button, camera thì quay chụp ngon hơn là cái chắc, và chip thì là chip A17 Pro, quá là mạnh mẽ, RAM thì là RAM 8GB. Mình nói đến đây thì các bạn có thể thấy là sự so sánh này nó khá là khập khiễng, iPhone 15 Pro nó hơn quá nhiều so với iPhone 14 Pro Max, và các bạn có thể thấy rằng là đối với những dòng iPhone thì chỉ cần một chút xíu thay đổi thôi thì giá của nó cũng đã tăng lên và reviewer sẽ đem ra để soi đi soi lại. Và chính vì những điểm như thế này thì mình thấy là iPhone 15 Pro quả là một sự nâng cấp xứng đáng.
Và đây là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ về chiếc iPhone 15 Pro năm nay. Những bạn nào còn đang phân vân là có nên mua chiếc máy này không thì hãy nên mua đi, không uổng đâu. Hoặc là có những ý kiến khác về iPhone 15 Pro cũng như là những dòng iPhone 15 series năm nay thì hãy đừng ngần ngại mà comment xuống, chúng ta cùng thảo luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.